Xin kính chào quý vị khán giả. Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Và ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Lãi suất cao khiến hàng triệu hộ gia đình Mỹ lầm vào cảnh khó khăn đói kém. Lãi suất cao không làm sụp đổ hệ thống tài chính, tạo làn sóng phá sản hay gây ra suy thoái kinh tế như nhiều nhà kinh tế lo ngại. Tuy nhiên, đối với hàng triệu gia đình có thu nhập thấp và trung bình, lãi suất cao đang khiến cuộc sống của họ trở nên bấp bênh. Báo Thông tấn xã thông tin. Ngày càng nhiều người Mỹ chậm thanh toán các khoản vay bằng thẻ tín dụng và ô tô. Chi phí lãi vay hàng tháng đã tăng vọt kể từ khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed bắt đầu tăng lãi suất 2 năm trước. Đối với các gia đình vốn đã căng thẳng vì giá cả tăng cao, tiền tiết kiệm giảm dần và tăng trưởng tiền lương chậm lại, chi phí đi vay tăng cao đang đẩy họ đến gần bờ vực mất khả năng thanh toán. Không kể đồ dùng ô tô, điện máy, mà người Mỹ giờ đây cũng khó nhọc tìm kiếm đồ ăn thức uống bởi lãi suất cao, giá cả tăng. Trong khi đó, các quan chức Fed đã chỉ ra rằng họ sẽ giữ lãi suất ở mức hiện tại, mức cao nhất trong nhiều thập kỷ, trong nhiều tháng. Theo dữ liệu của Fed, khoảng 56% những người có thu nhập dưới 25.000 USD đang ôm khoản nợ thẻ tín dụng trong năm 2022, cao hơn so với tỷ lệ 38% những người có thu nhập hơn 100.000 USD. Nghiên cứu kinh tế gần đây cho thấy chi phí đi vay cao có thể là một lý do khiến người Mỹ có cái nhìn mờ mịt về tình hình kinh tế. Trong các cuộc khảo sát, các hộ gia đình có thu nhập thấp vẫn đặc biệt lo lắng về tình hình tài chính của họ. Vì thực tế, các hộ gia đình Mỹ thường vay chi tiêu, mua sắm rồi trả sau. Lãi suất tăng cao khiến họ lao đao cũng là dễ hiểu. Cố vấn tài chính Barbara L. Martinez làm việc tại tổ chức phi lợi nhuận Heartland Alliance cho biết, đối với nhiều khách hàng có thu nhập thấp, nợ nần là vấn đề không thể tránh khỏi. Đặc biệt là khi giá lương thực và tiền thuê nhà tăng vọt, họ không có tiền tiết kiệm để trang trải những chi phí bất ngờ như sửa xe hoặc ốm đau. Bà Martinez lưu ý chi phí đi vay cao khiến việc trả nợ trở nên khó khăn hơn nhiều. Lãi suất cao đang làm gia tăng sự chênh lệch về khối tài sản giữa các hộ gia đình có thu nhập cao và thấp. Dữ liệu của Fed cho thấy giá trị tài sản của các hộ gia đình có thu nhập cao một lần nữa lại lập kỷ lục. Ngược lại, đối với các hộ gia đình có thu nhập thấp, tài sản sau khi trừ đi nợ thẻ tín dụng, nợ thế chấp và các khoản nợ khác vẫn dưới mức trước khi Fed bắt đầu tăng lãi suất. Nhà kinh tế Brian Rose tại UBS cho hay các hộ gia đình có thu nhập cao đã chứng kiến sự gia tăng lớn về giá trị ngôi nhà và giá trị danh mục đầu tư của họ. Các hãng hàng không, khách sạn và các ngành công nghiệp khác phục vụ chủ yếu cho người tiêu dùng có thu nhập cao thường báo cáo lợi nhuận cao trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, các thương hiệu đại chúng như McDonald's và KFC đã báo cáo doanh số bán hàng chậm hơn do sự khó khăn về tài chính của người tiêu dùng có thu nhập thấp. Sự chênh lệch này khiến các quan chức Fed rơi vào tình thế khó khăn. Chi tiêu của các hộ gia đình giàu có đồng nghĩa với việc lãi suất cao hầu như không kiềm chế được nhu cầu tiêu dùng. Nhưng với một số công cụ chống lạm phát khác, các nhà hoạch định chính sách có rất ít lựa chọn ngoài việc giữ lãi suất ở mức cao, ngay cả khi những chính sách đó gây tổn hại cho các gia đình vốn đang gặp khó khăn. Một số nhà kinh tế học cho rằng lạm phát đã giảm đủ để Fed nên bắt đầu cắt giảm lãi suất trước khi chính sách này gây ra thiệt hại kinh tế nghiêm trọng hơn. Nhà kinh tế Rakin Mabut tại tổ chức Groundwork Collaborative nhận định lãi suất cao thực sự đã tạo ra những rạn nứt trong quá trình phục hồi và chính những hộ gia đình có thu nhập thấp chịu thiệt hại đầu tiên và nặng nề nhất. Dù vậy, các quan chức Fed cho rằng kiểm soát lạm phát là điều cần thiết, một phần vì nó cũng có tác động lớn hơn đến người nghèo, những người có rất ít ngân sách để trang trải cho giá cả tăng cao. Tại một cuộc họp báo trong tháng này, Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết nếu một người đang sống bằng tiền lương và đột nhiên những nhu yếu phẩm đều tăng giá, họ sẽ gặp rắc rối ngay lập tức. Do đó, điều Fed đang làm là sử dụng các công cụ của mình để giảm lạm phát. Và mặc dù lãi suất cao đã ảnh hưởng đến nhiều gia đình, nhưng vẫn chưa gây ra tình trạng mất việc làm trên diện rộng như nhiều nhà quan sát đã dự đoán. Tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức thấp, kể cả đối với người lao động da màu và gốc Tây Ban Nha, những người thường dễ bị mất việc làm hơn khi nền kinh tế suy yếu. Bên cạnh đó, mức tăng lương trong nhiều năm qua là mạnh nhất đối với những người lao động được trả lương thấp. Tuy nhiên, chính sách lãi suất cao hiện nay có thể khiến nhiều gia đình khó xây dựng sự giàu có về lâu dài và việc sở hữu nhà trở nên khó khăn hơn. Hệ quả có thể là một thế hệ thanh niên lo sợ không đủ khả năng mua cũng như thuê nhà. Chris Nunn, một thanh niên 31 tuổi đang nợ thẻ tín dụng hơn 6.000 USD cho biết anh không có khả năng để mua nhà khi mắc kẹt với một núi nợ từ khoản vay sinh viên đến nợ thẻ tín dụng.
mua vàng để phòng thủ với lạm phát, người Mỹ chật vật khi bán ra. Vào tháng 10 năm 2023, chuỗi siêu thị bán Costco ở Mỹ bắt đầu bán các sản phẩm vàng miếng trọng lượng 1 ounce qua kênh trực tuyến. Khách hàng ngay lập tức đổ xô đặt mua. Theo ước tính của ngân hàng Wells Fargo, doanh số bán vàng miếng của Costco có thể lên đến 200 triệu đô la Mỹ mỗi tháng. Tuy nhiên, đối với người mua, việc bán lại vàng miếng của Costco với mức giá có lãi trong thời gian ngắn là điều không dễ dàng. Adam C., 33 tuổi ở thành phố Philadelphia, đã gọi điện cho 5 nhà buôn mới tìm được người đưa ra mức giá hợp lý để cho tấm vàng miếng 1 ounce mà anh mua với giá 2.000 đô la ở Costco vào tháng 10. Một nhà buôn đề nghị mua lại với giá 1.800 đô la. Nếu bán lỗ ở mức giá đó, C. sẽ thất bại trong kế hoạch tích lũy điểm thẻ tín dụng vay mua vàng và sau đó nhanh chóng bán lại để kiếm lời. Cuối cùng, C. tìm được một nhà buôn sẵn sàng trả giá với 1.960 đô la, thấp hơn 20 đô la so với giá thị trường vào thời điểm anh bán lại vàng. Adam C. nằm trong số các nhà đầu tư nhỏ lẻ gia nhập làn sóng mua vàng để bảo vệ tài sản trước lạm phát và rủi ro kinh tế. Nhưng đến khi bán lại vàng để chốt lời, nhiều người trong số họ nhận ra một sự thật phũ phàng là vàng không phải là tài sản có tính thanh khoản cao nhất. Costco không mua lại vàng miếng từ khách hàng và cũng không chấp nhận vàng hoàn trả. Vì vậy, vàng miếng được trao tay thông qua các nhà buôn trực tuyến và cửa hàng kinh doanh vàng có tính phí mua lại hoặc chỉ mua với giá chiết khấu so với giá thị trường. Các nhà buôn trực tuyến, công ty tinh chế vàng và cửa hàng kim hoàn ở thành phố New York cho biết, họ thường đưa ra mức giá thấp hơn từ 1 đến 5% so với giá thị trường cho vàng miếng 1 ounce, thông thường giống như vàng miếng tại Costco. Theo Bullion Directory, hiện có hơn 1.700 nhà buôn vàng miếng ở Mỹ. Con số này chưa tính đến các cửa hàng kim hoàn, các công ty tinh luyện vàng và các cửa hàng không chuyên mua vàng khác. Các nhà buôn thường đưa ra mức giá mua vào dựa trên giá vàng giao ngay. Tuy nhiên, khi lượng người bán vàng tăng lên thì một số nhà buôn hạ giá mua vàng. Khi được hỏi về vàng miếng, đại diện Money Metal Exchange, một nhà buôn vàng lớn ở Mỹ, cho biết công ty đã có quá nhiều vàng trong kho nên giảm giá chào mua. Hơn nữa, bán vàng qua kênh trực tuyến sẽ tốn thêm nhiều chi phí. Theo GM Bullion, phí vận chuyển có thể lên tới 40 đô la cho một ounce vàng. Theo dịch vụ bưu chính Mỹ US Postal Service, phí bảo hiểm để vận chuyển vàng miếng 1 ounce tốn thêm 40 đô la nữa. Lợi nhuận từ các khoản đầu tư vàng nắm giữ lâu hơn 1 năm cũng bị đánh thuế cao hơn so với các khoản đầu tư dài hạn khác. Sở Thuế vụ Mỹ IRS thường coi vàng là một món đồ sưu tầm. Điều này có nghĩa là thuế lãi vốn đối với vàng có thể lên tới 28%. Theo IRS, hiện nay thuế lãi vốn cao nhất đối với cổ phiếu khoảng 20%. Mức thuế lãi vốn này chưa bao gồm thuế phụ thu 3,8% đối với nhà đầu tư có thu nhập cao. Tom Grab, giám đốc đầu tư của công ty tư vấn tài sản Facet cho biết, sau khi mua thì vàng sẽ ngay lập tức mất khoảng 5% giá trị. Điều này là do người mua phải trả với giá cao hơn thị trường và mất một khoản phí để bán lại. Các nhà đầu tư trông chờ vào mức tăng giá mạnh của vàng bù đắp những chi phí đó. Dù gần đây giá tăng lên các mức kỷ lục nhưng trong lịch sử, vàng chưa từng tăng giá ổn định như cổ phiếu. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích với tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại.